Minh Toàn xin chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại ở bảo tàng của Quảng Ninh. Đây là một cái kiến trúc mà phải nói là một cái điểm đến du lịch cũng khá là lý tưởng của mọi người khi mà đến với Hạ Long. Và Minh Toàn hôm nay sẽ gửi một số hình ảnh của bảo tàng Quảng Ninh đến quý cô chú cũng như là các anh chị. Thì hiện tại Minh Toàn đang đứng bên ngoài. Bây giờ để mà vào được bảo tàng này là chúng ta phải cần mua cái vé. Bây giờ xin mời các anh chị hãy cùng Minh Toàn chúng ta xem cách vào lần đầu tiên như thế nào nhé. Và đây cũng là lần đầu tiên Minh Toàn vào trong bảo tàng Quảng Ninh. Đây là có đằng trước cửa bảo tàng bên phía tay trái chúng ta là có nơi bán vé, vé tham quan bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Thì chúng ta phải vào cái nhà nhỏ nhỏ cũng mà là màu đen chúng ta tham quan. Để chúng ta mua vé, ở đây là chúng ta mua vé. Đây mua vé đây. Chưa lấy em vé. Bao tiền anh ạ? Trẻ em có mất tiền không chị? Dưới 1 mét là được miễn. Vâng, cảm ơn chị. Xin cảm ơn. Chị lấy gì chưa? Đi vào trong bảo tàng có phải giữ đồ không chị? Cảm ơn chị nhé. Mến thưa cô chú và các anh chị, Vinh Toàn vừa mua một cái vé vào bảo tàng. Đây là cái vé vào bảo tàng. Giá vé này là 40.000 người lớn, còn trẻ em nếu mà cao dưới 1 mét là được miễn, không phải mua, không phải mất vé. Và bây giờ xin mời các anh chị chúng ta vào tham quan vào bảo tàng Quảng Ninh nhé. Đây thì trước bảo tàng có hai cái phiến đá, hai phiến đá này là hai phiến đá sau khi mà ấy là được quét nhũ lên rất là đẹp. Trồng hai cái cây dàn cây như thế này. Bây giờ là ở đây có cái đường đi vào, nhưng mà chúng ta đi vào cái đường chính ở trong này. Minh Toàn cũng lần đầu tiên Minh Toàn vào luôn, không biết được là vào tham quan nó sẽ như thế nào. Đây lần đầu tiên Minh Toàn vào đây. Cái này là mấy giờ đóng cửa ấy em? 5 giờ đóng cửa. Sáng buổi sáng mấy giờ mở? 8 giờ mở cửa, 5 giờ đóng cửa. Rồi cảm ơn em. Wow. Đây là khi mà chúng ta bước vào. Có cái bộ xương của cái gì ấy, mô hình của khủng long. Cái gì ấy? Bước vào khu bảo tàng thì đầu tiên đập mắt vào chúng ta đấy là một cái bè, cái thuyền. Đây, không ngồi lên hiện vật. Đây có cả chữ Trung Quốc thì anh chị, bởi vì khách Trung Quốc rất là đông mà có cả chữ Trung Quốc luôn. Cái thuyền phía bên trên trần là một cái bộ xương này. Phía bên đằng này là một cái tủ để chúng ta gửi đồ. Nếu mà chúng ta muốn gửi đồ
Lúc này thì bảo là có phải gửi đồ, nhưng mình toàn là ở đây thấy không bảo gửi đồ. Ở đây một cái trống, một trống rất là to. Biết đây là cái trống gì? Trống sấm. Đây, trống sấm. Rất là to luôn. Trống này quá to luôn. Trống này mà ai đánh được thì to lắm. Còn đây là một cái chuông. Đây là chiêng đại. Chiêng đại là loại nhạc khí thân tự vang có núm, thường được sử dụng trong các lễ hội truyền thống của người Việt. Chất liệu là bằng đồng, đường kính là 1,70m, trọng lượng là 686 kg. Wow, khá là lớn. Còn nơi đây là bán các cái đồ lưu niệm. Cửa hàng bán đồ lưu niệm. Phía đằng này thì treo bức tranh. Đây là phía ngoài của Bảo tàng Quảng Ninh. Còn đây là cái đường đi vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào phía trong xem nó như thế nào nhé. Đây có cái biển, biển này là biển về giới thiệu Quảng Ninh, 165 km về phía đông của Hà Nội, có diện tích hơn 6.110 km2, dân số hơn 1 triệu người năm 2011. Bây giờ thì năm 2019 rồi, Quảng Ninh có nguồn tài sắp chuẩn bị năm 2020 thì chắc phải hơn rồi. Và đây là cái khu giới thiệu để chúng ta, đây. Còn chúng ta đi vào đây. Vào đây thì đây có cái thuyền. Đó, có cái thuyền rất là đẹp. Trong này bố trí mấy bức tranh 3D này, tranh như kiểu mà vách núi ấy. Đây là có một con gì đây, cá đuối bông đen. Đây, cá đuối bông đen rất là đẹp. Đây lại là bức tranh tiếp của một những kiểu mà mình đi vào một hang động kiểu vậy. Hướng đi tham quan tiếp theo, đây, chúng ta đi cái hướng tiếp theo này. Đây là có cái khu này là khu trưng bày các cái thuyền chài, cũng như là một cái đoàn chèo thuyền kia. Đấy, đoàn thuyền để chèo thuyền. Đây, các con thuyền. Ở đây là vách núi. Rồi. Không phải là vách núi mà người ta làm như kiểu vách núi. Còn đây là bộ sưu tập của ngà voi. Năm 2015, sưu tầm năm 2015. Bộ sưu tập của ngà voi. Đây. Đây là một bộ tướng của chú gấu. Không sờ vào hiện vật, tất cả đều không sờ vào hiện vật. Đây là một con hổ. Hổ này thì còn bé, mà được đứng trên cái bục gỗ rất là to. Đây này, con hổ này mới lớn. Này lớn quá. Hổ này là bên trong là được lấy hết thịt ra rồi. Và chỉ nhồi bông thôi, còn giữ lại da thôi. Nhồi bông bên trong. Và
ta đi vào cái khu vực này, chọn hết khu vực này đi. Khu vực này nó là cái gì bạn này? Wow, mình toàn cứ tưởng là người thật, hóa ra là tượng. Khu này là khu làng chài rồi. Đấy, khu làng chài của Quảng Ninh. Và đây là một cái con gì à? Đây nhiều con lắm. Đây là con khỉ đuôi dài. Đấy, khỉ đuôi dài. Khỉ phải đứng trên cây luôn không? Đây là một con gấu ngựa. Đây, gấu ngựa. Gấu ngựa trên ăn sáp ong nên để một tổ ong đây và sáp ong đây. Đấy, tổ ong và sáp ong. Đây là gấu ngựa, còn đây là con hươu. Hươu sao. Ôi, hươu sao đẹp hết nhỉ. Đây là chim. Và đây là tè. Đây là bồn ông này. Đấy, con này là con bồn ông này. Và con này là con cắt cỏ bơ. Còn con này là con kỳ đà hoa. Kỳ đà hoa. Con này là con sáo màu vàng. Sáo thì hót hay lắm. Đấy. Yểm, yểm thì nói như yểm luôn. Ai mà nuôi chim rồi thì biết. Nói như yểm. Khu vực này là khu vực trưng bày làng chài ngư cụ đan. Ngư cụ đan có nhiều đồ đan bằng tre nứa, dùng cho các hình thức đánh bắt khác nhau. Đây là các cái ngư cụ đan. Và đây là chúng ta mới đi một góc của bảo tàng thôi. Đấy, bây giờ mình toàn xin mời quý bà con cô bác cũng như là anh chị chúng ta đi tiếp nhé. Bây giờ đi tiếp thì ở khu vực này thì mình toàn sẽ một con này sò tai tượng. Một sò tai tượng to quá nhỉ. Đây, con sò tai tượng to thế. À, đây là ghép nhiều cái mảnh sò lại với nhau. Sưu tầm năm 2014 trên vùng biển Quảng Ninh. Đây là con sao biển và san hô đen. Khu vực này là khu vực cá. Cá đuối bồng, cá đuối mỏ nhọn. Còn đây là cá đuối ó. Wow. Đây. Ồ, đây là mô hình một cái tổ ong. Đấy, mô hình tổ ong. Đây cũng nhiều cá nữa. Hôm nay thì cái ngày không phải là ngày cuối tuần nhưng mà cũng phải ít khách tham quan, chủ yếu là thấy một đoàn của Trung Quốc thôi. Đây là cá giống mọm nhọn. Cá giống mọm nhọn. Có cái mọt rất là dài. Ui, con san hô này đẹp quá. San hô này đẹp này. San hô này để trên bàn làm việc vậy là quá đẹp luôn. Giống như hình như cá nhăm heo. Như cá nhăm beo. À, đây là cá nhăm beo. Đây, hai cái này là hai cái san hô. Cá tì bà. Cá tì bà. Cá nhắm râu. Wow. Đây là hướng đi tham quan tiếp theo. À, chúng ta nhìn có cái hướng tham quan tiếp theo, chúng ta đi vào đây. Ở đây thì lên tầng 2. Còn đây là tổ hợp mối. Tổ hợp mối. Đây, tổ hợp
phong và tổ kiến. Trong bảo tàng này thì được trang bị các cái màn hình như thế này để chúng ta xem. Đấy, xem về các cái quang cảnh cũng như là cảnh vật ở Quảng Ninh. Nhưng mà những cảnh vật này không phải là tranh, mà những cảnh vật này thì những cái video được quay lại. Đây có cái mối hay cái gì mà có thêm mô hình tổ mối. Tổ mối phải nói như thế này thì nó ăn rụng nhà là đúng luôn. Và bây giờ để lên trên tầng 2 thì cái video này mình toàn xin dừng ở đây để theo dõi về những cái ở trong bảo tàng của Hạ Long, hay là những video về Hạ Long Quảng Ninh. Thì rất mong quý cô chú cũng như anh chị chúng ta đã đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi những video mới về kênh về ở Hạ Long Quảng Ninh và ở cuộc sống Việt Nam nói chung. Cảm ơn cô chú và các anh chị, chúng xin hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong cái video tiếp theo. Bây giờ mình toàn sẽ lên tầng 2 nhé.